đỏ nè. Nay bán đất quá trời luôn, còn có mấy con. Hai con áo màu trắng này đẹp vậy. Con cá của em còn phải màu trống hả? Thức ăn nè cả nhà. Đây là do đa phần mấy bạn thích mình quay cá, mình sẽ quay cá thì cá con ốc nó sẽ chết thôi. Ê, sao nó chui lại rồi nè. Chào mọi người nha, hôm nay thì mình tiếp tục ra quỳ cá của anh Tuấn ha. Thì ở đây trời nắng quá, lúc gà sắp tới mùa hè rồi. Đây anh bán giữa cái trước trường, cổng trường tiểu học B Hòa Khánh thì nắng quá. Đó, mình không có chỗ ngồi, anh che có cái góc dù nhỏ thôi. Chủ đủ cái góc rồi anh bán thôi, mình đi ra ngoài đây. Cá của anh lúc gà cũng còn ít quá. Gấp xuống rồi. Hả? Rồi, cá vô không đẹp. Phướng đỏ nè. Đây là phướng mình xanh đuôi đỏ. Mình xanh đuôi đỏ. Còn đây là cá sim quá ha, màu xanh luôn. Sim xanh ha. Con này con gọi là cái gì anh, màu trắng này cái gì? Beta đó. Beta hả? Màu trắng gọi là beta. Tiếp theo là con phướng đỏ. Phướng mình xanh đuôi đỏ. Tiếp theo sẽ là con không biết con gì luôn. Con này lạ quá. Màu nó đầy đủ màu luôn, mình cũng không biết gọi là phân biệt là cá gì. Tiếp theo là con cá gì đây? Nay bán đắt quá trời luôn, còn có mấy con. Hôm nay hết cá đẹp rồi. Cát hả? Mua cát này kìa, cát cho cua biển hả? Ủa sao đi rồi? Không chơi giờ chơi hả? Không chơi giờ chơi hả? Tự do lựa chọn. Đó, học sinh mình chơi chúng thì được tự do chọn cái khối rubik. Khối là khối dạ quang hay gì không? Nãy giờ học sinh không thấy cá máy anh không để ra. Nó đẹp vậy? Trời ơi, nó chú đẹp vậy? Nè em chúng hả? Chơi nhiều chúng vậy? Đi với người ta bữa nay. Ủa em tên gì ấy? Dạ tên Bình. Thức ăn. Thức ăn. Chú cũng không phiếu hả? Bình hả? Bình chơi với trường hả? Bình trường. Đúng không? Cái gì vậy? Cái đó dạ quang mà. Con nào? Cá đỏ hả? Lấy vợt vớt đi. Này phải không? Con này phải không? Con đâm nó đây, nó đây đi. Ê, con áo màu trắng này đẹp vậy. Đó, mọi người mà thích anh Tuấn bán ở địa điểm nào thì mọi người comment bên dưới video nha.
đó, ví dụ như ở gần khu vực cái bè Tiền Giang hoặc là bên Vĩnh Long gần gần thì anh Tuấn sẽ chạy đi bán cho mấy bạn học sinh ha. Tại vì mấy bạn comment cái tên trường mà mấy không comment cái địa điểm á thì anh Tuấn không biết bán chỗ nào á. Bắt buộc là mấy bạn phải comment hết luôn. Ủa giác tối mình để trong cái thau vậy nó bò đi không anh? Trong cái thùng này nó bám được ha. Hôm qua em nghe nó đứa nào nó để nó bò hết trơn. Bò trơn không chỉ là bò trơn. Năm nay mất tiêu ông với số ông thắng ha. Dạ. Nợ hay gì đó. Không, ông bị bệnh rồi, gia đình vước về rồi. Dạ. Nhưng mà ông có tập có tài, bộ ông hát hay ghê luôn. Hỏi mà mấy anh này điện rước về bển rồi, rước Vĩnh Long. Bệnh gì vậy? Bệnh bên não, bên thần kinh gì đó. Còn con cá của em rồi. Con bảy màu trống ha. Đẹp quá ha. Hôm nay các bạn đi chạy với các bạn. Mình chạy anh. Chạy em rồi. Bạn này là gương mặt thân quen của mình thôi. Ê anh có cái clip về mà anh chưa có đăng đó. Anh chưa biết đặt tên gì luôn. Ê tụi gì phát gì á. Nguyên băng phát đâu có tiêu hết trơn rồi. Thì sáng đi chợ để gặp anh nè. Ủa mấy cái máy em bán cho không? Sao không biết thầy vậy? Còn con 1.000 lấy không? Con trắng. Cái máy trắng. Nhiều không? Thôi. Ê trả em nè. Tụi quá đi. Chứ hả? Trắng tinh luôn. Nè em bữa hồi sáng áo kia mới thay. Nó chui ra luôn. Chị hả? Chui nguyên con ra. Chui ra cái em chưa có dọn em bắt em bỏ lại. Ê, cái clip tắm bắt ốc của em trên chảnh anh cũng chưa có đăng nữa ấy. Clip bắt ốc của em trên chảnh á, anh với em đi bắt ốc tắm thì đó, nhớ không? Để về bữa về anh đăng. Anh nhớ, anh nhìn nó là anh nhớ cái clip đó mà. Mấy này là gương mặt thân quen nó phái quay á. Cứu đậu đó cho tôi. Cứu đậu đâu? Có tí xe. Sao vậy? Nè, nó cứu đậu cục lá luôn. Ai? Có sao không? Ai? Kỳ vậy? Ghê vậy? Ai chạy máu vậy? Có sao không trời? Đi xin cục nước đá đắp leo coi. Có sao không? Có sao rồi mới đi khám nha. Con cá mái duy nhất còn sót lại là con này là con cá mái hơn. Giờ học sinh cấp 2 nó mới tan ra. Gì vậy? Làm lại cái gì vậy? Trời nó múa gì vậy? Ê con cá này tính ra nó đẹp ha. Nó nhà con cá sung quá sung luôn. Dạ. Mua trên cái bè. 25 nghìn con. Mua đâu? Dưới cái bè chứ trên cái bè. Cắn kịch kịch luôn hả? Để tay nè nó còn tá được nữa. Con sợ cái địch nữa. Chép tôi nè. Giống cá mì ta luôn. Không, không, cái này đẹp không? Thức ăn nè cả nhà. Nguyên một cây xốp. Con bò trắng này đẹp nhất cổng thao á. Lạ nhất á. Thấy không? Nhấn nước nữa nè. Bỏ ra. Hạ vỏ kìa. Trời. Để dưới nước cái nó nằm im ghe luôn rồi. Trốn mà đưa em xe không em. Trốn 6 ngàn.
Để gì? Đâu? Cái gì? Cái con mà bập bự bự đuôi dài hả? Con này hả? Bữa anh quay rồi. Anh cũng biết con cá là cái gì luôn. Mấy đứa học sinh đâu bọn nó thích coi cá. Trời ơi, cái môi nó làm gì nó chè dữ vậy? Trời ơi, nó nặng. Ê, cái con này màu đỏ ha. Đây là do đa phần mấy bạn thích mình quay cá, mình sẽ quay nhiều chi tiết về những con cá cho mọi người xem ha. Đó, đa phần là mấy bạn hay kêu anh ơi quay cá đi, em anh tập trung quay mấy con cá nhiều hơn. Tại vì em thích câu những con cá, ở trường em thì có chỗ bán, có những cái bạn ở trên vùng sâu vùng xa ở tận miền ngoài thì cái khu của mấy bạn thì không có chỗ nhiều chỗ bán. Mày thay vỏ ra nè. Đâu? Vỏ nó bóc ra luôn hả? Nè nữa nè. Ôi, siêu vậy? Cái này là em bóc hay là tự nó bóc vậy? Nó bóc ra luôn, nãy em để đây em thấy nó chui ra luôn. Dạ. Nó tự chui lại kìa. Ê, hôm bữa anh thấy có ai comment đó là nó ví dụ như mình tự bóc ra thì cái con ốc nó sẽ chết ha. Không, cái đó. Ê, sao nó chui lại rồi nè? Không, cái đó là tùy con nha, có vài con đó. Đâu, nó bóc ra đâu, nó chui ra sao? Từ đoạn bò ra cái thời nó ra luôn rồi. Giờ sao nó mất tiêu rồi, nó không ra chân nè. Có vài con á, tại nó tới lúc vừa thay vỏ rồi, cái đít của nó, cái đít hồi nãy của nó dính dưới đây luôn nè. Có con nào? Có con nào nữa không? Mấy con thay à. Bám tay anh luôn rồi. Con gì tự nhiên cái nó chui ra, nó nằm cái vỏ, em chưa có vỏ, em bắt mở vô. Vậy hả? Cái nó chui vô lại luôn. Nhà em nuôi còn nhiều không mấy con? Dạ, nuôi được 3 con, nãy thằng kia em được con, lúc phía chúng em cho em con. Cho em con nữa hả? Nuôi cái này bự hơn gấp 2 lần con này chưa? Bự hơn con này rồi. Cỡ con chân cái của anh rồi. Vậy hả? Bự lắm rồi. Vậy là bự lắm á. Dạ. Cái nãy nó đang định thai nữa, nó lớn rồi. Cái em chưa có vỏ, em bắt bỏ vô lại. Vậy hả? Đây sao anh này có con màu đen, có con màu đỏ này ha. Có vậy con, nó tới lúc có thai rồi nhưng mà nó nằm vẫn nằm trong đây luôn. Đây nó chưa tìm tiền vỏ nên nó phải lôi nó ra, phải kiếm vỏ khác anh họ có vô. Ê, mấy đứa thì học kỳ 2 chưa, chừng nào thi? Cũng khoảng kề rồi. Gì hả? Con này cũng muốn thay vỏ nè. Về từ nó thi hả? Lẹ quá ta, mới này lẹ ghê chứ bị nghỉ hè. Này muốn thay nữa nè, này bạn kia nè. Mệt tới hả? Ủa năm nay em học lớp mấy? 7. Học chung với con này.